Ok, hi, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình là Gà đây. Và hôm nay mình đã trở lại với Minecraft thử thách map của các bạn fan. Và trước tiên vào video các bạn đừng quên cho mình một like để mình có động lực để lần sau làm video cho các bạn xem tiếp nha. Và like xong các bạn đừng quên chia sẻ lên Facebook hoặc là cộng đồng nào khác ấy, để mà mọi người biết tới mình nhiều hơn nha. Thì cảm ơn bạn gì đó đã gửi, khoan để mình đọc đây ạ. Thì cảm ơn bạn HeyLevyEn đã gửi cho mình cái map tiếp theo nha. Thì nhớ các bạn nhớ lần trước không, cái map của bạn HeyLevyEn gửi cho mình là cái map tiêu diệt ma vương đó. Đấy, thằng tên rát gì đó. Đấy, bây giờ thì vẫn tiếp tục phần của cái thằng rát đó luôn, chắc là chuẩn bị nó hồi sinh hay gì đó. Đấy, nên là bạn ấy gửi cho mình tiếp tục cái map rát phần 2. Đấy, lưu ý map được xây gần 2 tháng, mỗi ngày sẽ chúc người xây HeyLevyEn xây gần 2 tháng luôn các bạn. Wow, kinh khủng thiệt. Có những công trình bị bỏ nên không cần quan tâm. Ok. Cốt truyện Raiders God nghi lễ tái sinh. Tiếp tục thôi. Sau khi bạn giết Raiders thì hắn đã giải phóng toàn bộ sức mạnh của mình để giải phóng cho ma giới. Nhưng tên xài cho này nha. Ở ma giới biết Raiders đã chết nên bắt đầu nghi lễ để hồi sinh Raiders, và bạn bắt đầu đi phá hủy nghi lễ. Ồ, mình hiểu rồi các bạn. Vậy là cái phần này là phần tiếp theo chứ không phải là phần trước. Trời, lúc nào quay video mình cũng ở một cái là sao ta. Thì lần này thì bọn kia định tái sinh cái thằng rát đó các bạn. Ok, lần này mình phải triệt nó luôn cho nó khỏi sinh sản luôn. Luộc chế độ bình yên không chết. Ok, có thể dùng lệnh kill để tự tử. Ok. Và lúc mà mình kiểu mình muốn giúp gọn thời gian thì mình sẽ ăn gian một tí nha các bạn. Đấy, giết boss ra nút. Ồ, thì ra là vậy. Sơ. Chơi ở chế độ bình yên đến màn nào đó map sẽ chỉnh thành bình thường. Ok. Quá khứ của Steve chơi. Mình sẽ đọc quá khứ của Steve nha. Heroin. Ui. Ui. Tên này không phải Hero Bay của mình các bạn, tên này Hero Bay giả mạo đó. Quá khứ Steve, ngày Not Hero Bay. Hai người biết Rat không? Not Rat Hero Bay. Tính đó, bọn ta biết. Hai người giết hắn được không? Not giết à. Hero Bay không được đâu, sao vậy? Hai người là thằng ở đây mà. Hero Bay. Đúng vậy, nhưng mà nó sức mạnh của ta, bọn ta chỉ bằng một hiệp sĩ cấp A ở ma giới thôi. Còn ma giới 80% hiệp sĩ là cấp S đấy. Ủa gì hả? Không hiểu lắm. Hiệp sĩ là những tên yếu nhất ở ma giới. Sức mạnh của Raiders ngày càng tăng. Nếu không ngăn lại thì trong tương lai cao vũ trụ sẽ là của hắn, nguy hiểm thật. Nó thôi ngươi đi ngủ đi. Trời, không hiểu lắm. Mình cũng không hiểu lắm. Nói chung là hai người này không có đủ sức để đánh bại cái tên Raiders đó các bạn. Nhưng mà quá khứ của Steve là ai? Ui, Hero Bay của mình nè. Ôi, ủa sao nãy Hero Bay khác rồi. Đã bị Rat giết. Wow. Ui. Ngay cả Hero Bay và Not cũng không làm gì thằng Rat đó luôn. What the hell, thằng này nó hack game à. Oh my god, Hero Bay của mình. Nãy thì Hero Bay giả, bây giờ bị giết thì Hero Bay thật, chả hiểu luôn. Ok, mới vào bắt kho. Nếu mà bắt kho kiểu khó quá thì mình sẽ ăn gian để checkpoint nha các bạn. Mình checkpoint thôi chứ mình không game mod. Wow, sao dạo này trình bắt con mình lên tầm cao mới vậy ta. Easy game thế. Mấy cái mà cái cọc như thế này là khó nhảy lắm các bạn ơi. Wow, mình qua được rồi. Ôi, mới nó qua được rồi, cái té luôn. Khoan, cái map càng ngày nó càng thú vị các bạn. Tự nhiên Hero Bay bị quay lại, nó bị giết. What, thằng Rap này nó kinh khủng người ta. Bị giết lần trước không tưởng hay sao vậy. Lần này vẫn cố phục tái sinh. Chắc là mấy thằng hiệp sĩ mà ma giới gì đó nó tái sinh hay sao đó. Nhưng mà hiệp sĩ ma giới gì mà cấp A cấp S sẽ đúng One Punch Man vậy ta. Các bạn có coi phim One Punch Man không? Cũng có mấy cái ông anh hùng cấp A, anh hùng cấp S cái kiểu đó. Ôi khoan, mình hồi cho nó hết cháy lửa cho mình dễ nhảy hơn. Nhưng mà cái câu chuyện hư cấu nha, câu chuyện của Steve mà vào cái gì mà Hero Bay nó không giết lại gì cái kiểu không hiểu lắm. Ok, tiếp tục nhảy thôi. Mình nghĩ mình nên checkpoint đây các bạn ơi. Ok, để không tốn thời gian thì mình sẽ checkpoint đây nha các bạn. 1 nè, 2 nè. Đúng khó luôn á, mình thề cái cọc này nó nhảy khó lắm luôn, nó dễ hụt chân lắm. Đây em sẽ double liên tục qua luôn nè. Đấy, quá easy luôn. Ôi trời ơi, quá bị hụt chân nữa rồi. Đang easy quá tự nhiên bị hụt chân là sao trời.
Đấy, mấy cái đầu này nó cũng trơn trơn hay sao. Ui, sao nhảy lên cái đầu tiếp nhìn ghê vãi luôn. Ôi trời ơi, nhảy lố thôi. Xui vãi. Mình nhảy lố qua block kia luôn chứ. Ồ, thôi rồi. Thôi rồi, ghét nhất là bắt kho, chơi một điểm bắt kho. Thôi, mất công mẹ là mấy bạn lại quăng dép mình nữa. Thôi, không chơi điểm bắt kho nha, vẫn y nguyên. Tại vì mình cũng không thích bắt kho đâu nè các bạn. Có gửi map thì đừng có gửi bắt kho cho mình không thích chơi lúc nào luôn. Mình nhảy rất là gà. Mình chỉ thích chơi những map phiêu lưu hay như thế này nè, có cốt truyện nè. Đấy, mấy cái map đó quá là thú. Cái gì vậy trời? Mình thề là mình không chưa kịp nhảy luôn. Nó rơi xuống rồi. Bắt đầu. Ôi rồi, xong rồi. Tại sao lại khó như thế này? Tiêu diệt ma vương có bắt mình, có cần phải bắt mình nhảy bắt kho không trời? Wow, làm nhiệm vụ được rồi. Kho chỉ cho mệt mỏi vậy trời. Thôi, tới khúc này đừng có lố nữa được. Đấy, checkpoint này. Ồ, thôi rồi. Mẹ nhện các bạn ơi. Khoan. Đừng có rơi xuống dung nham nha. Hên. Ôi, no. Thôi rồi. Lố rồi. À lộn mà, không tới rồi. Thôi rồi, bỏ game rồi. Hên, mình vẫn còn checkpoint chỗ này nè. Lại thôi, mình phải lấy chớn qua. Hi, đó, đằng này ok nè. Rất là lâu luôn nè các bạn. Ui, trời, có cái cục kia luôn. Khốn nạn vậy trời. Còn mong là map này ngắn thôi, mình thấy xây khá là nhiều. Mình không biết map này có mấy vòng nữa. Ok, nó chớn nha các bạn. Cầu mong. Chỉ cần qua được cái cục cọc này thôi, mình sẽ cố gắng qua bên kia luôn. Đang tới rồi. Ok, được rồi nè. Wow, nguy hiểm quá. Wow. Oh no. Trời ơi, sao mà khó vậy trời. Mình canh góc mình nhảy luôn á. Thôi, thằng này mình có checkpoint nên không sợ tốn thời gian đâu. 2, 1, 2. Ui, sao thục nhanh vậy trời. Hề luôn, cái cục bích tông này thục nhanh lắm luôn. Các bạn phải canh thời gian để nhảy luôn á. Ui, nó khó quá. Nó vừa nhảy qua khó, nó không qua được nè. Ồ, mình nhảy lên được rồi nhưng mà cái này thục nhanh quá, mình bó tay luôn các bạn ơi. Ôi, đấy, ngon. Ôi, qua được nhưng qua cục này không được. What the hell. Bạn ơi, làm khó mình quá rồi. Thiệt tình á, bắt kho chán game thiệt. Oh my god. Chán game quá. Cố lên. Oh, lần này thì qua là không được. Bạn ơi, Helen ơi, bạn làm khó mình quá rồi. Oh, lần này lại không canh chuẩn. What the, mình nhảy được mà không canh chuẩn. Thiệt tình. Ôi, thôi rồi, mình nhảy sớm quá. Rồi, ok, quyết tâm phải qua được. Thật sự mà nói là mình rất là ghét bắt kho các bạn. Thề luôn, bạn nào gửi map bắt kho mình không nhận đâu, mình thề. Rồi, vòng tiếp theo cho các bạn, Finder Buston. Vòng bắt kho thì nó rất là, nó tốn cho mình phải nói là rất là nhiều thời gian luôn, trời ơi. Đấy liền không có vòng bắt kho là nãy giờ mình chơi 2-3 vòng Adventure rồi đó. Rồi lần này phải tìm cái nút ở đó, nó nói bảo vậy. Finder Buston 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ồ, vậy là có 6 vòng Finder Buston hả? Wow, nhiều quá trời. Giết ma vương có cần phải tìm cái nút không trời? Mình đang ở trong một cái phòng sách phải nói rất là to luôn các bạn. Nó kiểu giống một khu mỏ bỏ hoang hay sao đó. Các bạn nhìn nó giống không? À không, nó không giống khu mỏ bỏ hoang. Quên. Nó chỉ là một cái thư viện cổ thôi. Mình phải tìm mấy cái nút ở dưới cái này. Không có à. Phải lục kỹ chứ. Không có luôn các bạn ơi. Nghĩa là nó không có giấu mấy cái này rồi. Có không. Không luôn. Ủa sao bạn này giấu kỹ vậy ta. Không có luôn các bạn ơi.
ở đây nè. Holy shit. Trời ơi, các bạn không kiên trì chắc là cũng không thấy cái nút ở chỗ đó đâu. mình là rất là kiên trì. Thôi mình nói chứ mình đâu có kiên trì đâu, các bạn thấy mình bắt kho mình nản đúng không? Mình còn là spam boy không à. Nếu mà mình cũng không sợ boy mình cũng qua được, nhưng mà nó lại mất rất nhiều thời gian của các bạn xem video nữa. Đấy, nó lâu nó chán nữa, đúng không các bạn? Thà mình spam boy mình nhảy cho qua vòng cho nó lẹ đúng không? Nếu mà không sợ spam boy thì mình cũng qua vòng được chứ có gì đâu. Nhưng mà mình không có kiên trì chờ chỗ đó thôi. Tại vì mình cũng không thích bắt kho chút nào, chán sao đó. Mình thật sự là mình không thích bắt kho đâu. Mình nhảy rất là gà. Rồi bây giờ mình tìm cái nút này. Không, cái cửa sập. À đây. Ô, sao easy game vậy trời. Easy game lắm luôn các bạn ơi. Ô, mình đang ở chỗ một cái Stronghold. Có nghĩa là cái chỗ mà để tới giúp dòng đó các bạn. Có cái một cái cổng để tới giúp dòng đó. Gọi là ngục tối trong lòng đất. Đấy, gọi là ngục tối trong lòng đất đó. Ở đây là cái thư viện mini. Đấy, mình không biết là cái chỗ này ai làm nữa, chắc là mấy ông nhà khảo cổ học mấy ông làm. Ô, không phải, nhà khảo cổ kiểu như có một nền văn minh ở dưới đây phải đó, hay là một cái tổ chức nào đó bắt tội phạm là một cái ngục ở dưới đây. Đấy, xem mấy cái ngục này có cái gì không. Ồ, nó trống trơn rồi các bạn, mình nghĩ là nó không có cái gì trong đây đâu. Người ta mấy đứa người tù nhân ta chết trong đây luôn nè, máu mè lung tung này, ghê vãi. Ở đây thì một cái chỗ pha chế thuốc. Mình nghĩ là cái ngục tối này á, người ta bắt người nghiên cứu các bạn à. Mình nghĩ là vậy đó. Ồ, cũng không có gì luôn. À, mấy cái lọ thuốc, chai nước. Ồ, toàn là chai nước không thôi. Sẽ tiếp tục nè. Bạn này xây là khá là kỳ công đó các bạn à. Rất là tuyệt vời. Mình thích những người xây kỳ công như thế này á. Map này vẫn giữ nguyên 10 điểm nhá. Nếu mà kiểu vòng mấy vòng kia hay và hay hơn nữa thì chắc chắn là sẽ giữ 10 điểm. Đấy là mình nên trừ 1 điểm ở vòng bắt kho, mà nó không có liên quan gì, tại vì mình ghét bắt kho thôi. Mình định trừ 1 điểm ở đó nhưng mà thôi, tội bạn ấy lắm, mất công cái bạn lại ném đá mình nữa. Ở đây một cái cổng để vào giết dòng này, nhưng mà mình không có đủ mắt Ender. Wow, thấy cái gì vậy nha. Oh, easy game thế. Không ngờ luôn các bạn ơi. Không ngờ mình đi qua đi lại thấy cái nút luôn á. Oh, mình cứ tưởng là nó khó lắm ai nhè. Ở đây vẫn là một cái nút nha các bạn. Ồ, có một cái hòn đảo ở trên đây. Ờ, xin rồng. Nghĩa là cái nút... À, bên đây các bạn ơi. Đấy, mấy cái chỗ hóc hóc như thế này các bạn phải xem kỹ nha. Tại vì mấy cái hóc đen như thế này thường là có cái nút ở trong đây đó. Các bạn chơi map tìm nút các bạn cũng biết mà. Rồi, không thấy rồi. Mình sẽ leo cái cầu thang này nha. Thang leo chứ. Ồ, trên đây là cái chỗ mình spam em mà. Mình quải thật chứ. Mình sẽ xuống nước mình tìm nha. Ồ, Nút ơi, mày đang ở đâu? Tao đang tìm mày nè. Thằng ma vương nó sắp hồi sinh rồi, mày phải cho tao tìm lẹ. Mất công nó hồi sinh là cả thế giới. Ồ, đâu đâu nè. Tao là cả thế giới thì chết hết đó. Nút ơi, Nút khởi, hãy mau ra đây. Phải nó ở dưới nước chúng ta, mình có thể là nó ở trên cái bãi cát hồi nãy đó các bạn à. Để mình lên cái bãi cát đó mình xem thử nha. Đây, có thể là nó giấu dưới bãi cát này cũng có. Có thể là mấy cái cát này nó sẽ có cái gì mà mình chui vào được nè. Chắc là không có rồi. Ở cái mỏm đá này xem. Thấy rồi. Trời ơi, lướt qua một tí, trời nó khó thấy vãi luôn, cái nước nó che lại rồi các bạn ơi. Các bạn phải tin mắt lên, đấy, kinh nghiệm chơi PUBG của mình mà. Thấy người ghê lắm, mình chơi PUBG, con mắt mình nó thấy người, cho dù một nhỏ hay là cái nó li ti một tí thôi là mình thấy liền, đấy. Một cái nhà, biết ngay nè. Ồ, không có gì à. Không, nó có nút bạn ơi, cái chỗ này là cho bình thường thôi, nó không có nút gì hết. Chỗ này, wow, bạn bỏ con cáo đây được luôn nè. Đúng là bạn này dành được comment block nè. Rồi ý tưởng phong phú nè. Mình rất là thích bạn này. Là map rất là chuẩn. Với lại bạn mình minor nữa các bạn. Hai bạn này phải nói là làm map rất là hay luôn. Mình rất thích hai bạn này. Gửi map toàn là map hay không à. Phòng này không có gì hết. Đây. Ồ, một cái nút chết chóc các bạn ơi. Sai lầm rồi.
À trên đây. Lên. Ô. Oh. Có gì trên đây không nhỉ? Không có luôn. Và đây. Không có luôn rồi. Bên đây cũng không có gì luôn. À chỗ đây nè. Ồ không có luôn rồi. Ở đây. Có thể là mấy cái nút. À ồ không phải rồi. Mấy cái gỗ thôi. Mình cứ tìm được cái nút chứ. Không có luôn rồi. À cái cửa đằng sau cái cửa. Ồ không có luôn. Có thể là cánh cửa này. À quên. Cánh cửa này làm sao mà mở được. Cánh cửa này. Holy shit, chắc là mình không biết cái cửa này chắc là cũng không qua đoạn rồi. Thấy nút chưa ta? Rồi, bấm nè. Ờ, bên này, ô khó, khó bấm thế. Mình thấy rõ cái nút mà sao mình bấm không được ta? Các bạn thấy rõ cái nút không? Mình thấy rõ cái nút mà mình áo vào không được nha. Nhưng nó không tới hay sao đó. Đấy các bạn nhìn này, không tới. Chắc là phải đập cái cửa ra hay sao đó, mình mới ấn được. Thật sự thì cái nút nó nằm ở đây nè, các bạn nhìn rõ các bạn thấy cái nút mà. Nhưng mà như là quá 3, 4 mình lắp thì mình ăn không có tới các bạn ơi. Có thể nói đây là lỗi map không ta? Hay là mình phải nằm xuống mình mới ăn được? À đúng rồi. Không nằm, nếu mà nằm xuống thì mình không ăn được. Tại vì nó mắc góc rồi. Làm thế nào để ăn cái nút đó đây? Chắc là mình phải game mod, mod 0 hay là game mod 1 mới ăn được. Đây mình sẽ game mod 1 xem để ăn được không nha. Tại vì game mod 1 là nó sẽ ăn xa lắm. Đấy các bạn thấy chưa? Game mod 1 nó sẽ ăn xa hơn cái game mod 2 và game mod 0 các bạn à. Các bạn có gọi là có thể đây là một cái lỗi map của các bạn. Nếu để ý kiến lại cho mình nha. Mình cũng không biết nữa. Mình không biết nó cái đó phải là lỗi map hay không nữa. Rồi tiếp tục với tìm nút thôi. Đây là vòng thứ mấy ta mình cũng không biết nữa. Nó cho mình chấm lửa chắc là. Ồ chắc là phải xuống dung nham rồi. Mình sẽ xuống dung nham để thử. Ồ kim cương thôi. Chả có gì mà đào không được. Một cái rương. Cái rương này cũng không có gì luôn. Ồ dung nham ở đây. Cho chấm lửa chắc chắn là có ý gì rồi. Ồ trong này nó có cái hốc này. Đằng sau cái hốc dung nham này các bạn ơi. Ô không thể thấy được, để mình xa xa mình có thể thấy thôi. Ô. Ô, tự nhiên mình ăn thử cái nó chạm luôn cái nút rồi. Holy shit, không thể tin được luôn á. Rồi tiếp tục với map gì đây? Ô nó cháy quá mình không thấy gì hết. Khoan để mình đọc coi. Sinh tồn. Ô mình có thể chặt cây nè. Vậy là map này map sinh tồn rồi. À, mình không ngờ luôn, ăn đại luôn, nó cũng vào cái nút nữa. Thôi kệ đi, may mắn thôi. Biết ngay là cho chống lửa là mình biết là có thể gọi là xuống dung nham để tìm rồi. Chứ cho chống lửa làm gì đúng không? Rồi mình sẽ chế tạo bạn chế tạo nè. Ở bên đây có bạn Helevn để mình đặt lưu ý nè. Cấm chế tạo nút và bấm và cần gạt. Ồ thì ra để xem. Ờ cái gì đây? Đồ ăn đánh boss hả? Ồ thì ra là chuẩn bị đánh boss các bạn à. Bỏ cái nút vào đây. Rồi nói chung là mình sẽ chế tạo gì ta? Chế tạo cái cúp để đập đá hả? Gì vậy? Farm đá. Ồ. U trời ơi. Rồi nói chung là mình sẽ farm đá. Mình đào ba cục đá chứ đã. Rồi mình sẽ chế tạo cái cúp đá. Ok. Wow. Ồ hơi bị lâu đó các bạn ơi. Chắc là phải tu thôi. Gãy rồi các bạn. Mình nghĩ map này còn dài nữa các bạn ơi. Còn đánh boss cái kiểu nữa mình nghĩ là sẽ có tập 2 thôi. Nếu các bạn ủng hộ video này khoảng 2.000 like thì mình sẽ tiếp tục làm Minecraft hồi sinh ma vương nha. Thì nói chung map này khá là hay đó. Mình sẽ cho bạn Helevn 10 điểm nha. 10 điểm cái vòng thứ nhất nha. Nếu mà mấy cái vòng đánh boss có bị lỗi hay gì đó mình sẽ trừ điểm ra. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Nhớ like mạnh cho mình nha.
Anh hùng trong